áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với video giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 của Viettrack. Hôm nay chúng mình sẽ đến với phần Review 1, Units 1, 2 and 3. Và đầu tiên, trong phần review 1 này, chúng mình có hai phần chúng mình cần phải review, đó là phần language và phần skills. Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với phần language review trước nhé. Và phần đầu tiên, chúng mình sẽ luyện tập ôn lại ở trong phần language này, đó chính là pronunciation. Bài tập số 1 của phần pronunciation. Listen and practice saying these sentences. Pay attention to the underlined words. Nghe và luyện tập nói những câu sau. Pay attention to. Chú ý đến những từ được gạch chân. Bây giờ chúng mình cùng đi vào nghe luôn nhé. Và sau đây là kết thúc phần nghe. Cô xin phép được đọc lại một lần nữa các câu này cho các con nhé. My town is nice and peaceful, but it isn't very big. Đà Nẵng Museum of Trump Sculptures attracts a lot of foreign visitors. Were you wearing a helmet when you fall off your bike? No, I wasn't. Son, can I go to a party tonight, Mom? Okay, but please don't make noise when you come home. So, Nam, my mom's really a good friend of mine. Is she? Mine's very strict towards me. Cô xin phép được dịch lại những câu sau. My town, thành phố của tôi thì rất là đẹp và yên bình. Nhưng, but it isn't, nhưng nó không lớn cho lắm. Hai, Đà Nẵng Museum of Trump Sculptures có nghĩa là Bảo tàng điêu khắc Trump ở Đà Nẵng thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Số 3. Were you wearing a helmet? Bạn có đang đội mũ bảo hiểm khi bạn ngã xe đạp không? No, I wasn't. Không, tôi không đội. Can I go to a party tonight, Mom? Mẹ ơi, tối nay con đến một bữa tiệc được không? Okay, được. But please don't make noise. Nhưng đừng tạo ra tiếng ồn when you come home. Khi con về nhà. Số 5. My mom's really a good friend of mine. Mẹ tôi thực sự là một người bạn tốt của tôi. Is she? Thật thế à? Mine's very strict toward me. Mẹ của tôi thì lại rất nghiêm khắc với tôi. Strict, nghiêm khắc. Strict, ba âm này, sotara, strict. Đó. Bây giờ chúng mình hãy cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 thì lại yêu cầu chúng mình nhìn vào những từ được gạch chân trong những câu sau và đánh dấu chúng là weak, yếu, hay là strong, mạnh. Sau đó hãy nghe lại để kiểm tra và luyện tập. Vậy ở trong phần này chúng mình có 3 công việc. Công việc đầu tiên đó là nhìn vào những câu sau và đánh dấu xem cái từ được gạch chân là được phát âm là yếu hay được phát âm mạnh. W là yếu, S là mạnh. Sau đó thì chúng mình sẽ nghe lại để kiểm tra đáp án và sau đó chúng mình sẽ cùng luyện tập đọc những câu này. Chúng mình bắt đầu vào làm bài luôn các con nhé. Đầu tiên này, is Ming happy about winning the scholarship? Đây là động từ to be. Động từ to be đứng đầu trong một câu hỏi. Đó, theo như nguyên tắc, theo những cái nguyên tắc phát âm mà chúng mình đã học ở trong những unit trước, thì nếu như động từ to be mà đứng đầu một câu hỏi, thì sẽ được phát âm
thì sẽ được thì sẽ không được đánh trọng âm. Thì động từ to be này sẽ không được đánh trọng âm, vậy thì nó phải là âm yếu, mình sẽ đánh là W. Mình sẽ đánh W này. Rồi, đến câu B này. Yes, yes, yes he is, but his parents are happier. Yes, he is. Động từ to be đứng ở cuối câu này. Đó, nhấn mạnh. Yes, he is. Sẽ đánh là S. Và đây, but his parents are happier. Động từ to be are nhưng lại đứng ở giữa câu sẽ được, sẽ không được. Vậy thì động từ to be lúc này sẽ không được đánh trọng âm vào, nên nó sẽ được coi là âm một âm yếu, weak. Để cô sẽ đánh chữ W vào đây. Rồi, câu số 2 này. I can't understand it. Aren't you my son? Đó. Đây, lúc này động từ khuyết thiếu và động từ to be ở đây đều đang được để ở dạng phủ định. Và khi mà những từ này được chọn động từ khuyết thiếu và động từ to be mà được đặt ở dạng phủ định thì nó sẽ được nhấn mạnh, sẽ được đánh trọng âm, sẽ là những từ được đánh trọng âm ở trong câu, nó sẽ được phát âm mạnh và rõ, nên cô sẽ đánh chữ S ở cả hai chỗ này, ở trong câu này. Và đến câu B của người B là I'm terribly sorry, Dad, but it isn't entirely my fault. Con rất là xin lỗi, bố ơi, con rất là xin lỗi, but it isn't entirely my fault, nhưng nó không hoàn toàn là lỗi của con. Isn't, động từ to be, phủ định. Sẽ được, đây sẽ là một động từ to be lúc này sẽ được đánh trọng âm, nên nó sẽ phát âm rất là mạnh. It isn't entirely my fault. Đó. Câu số 3. Phổ Hiến is very old town in North Việt Nam. Phổ Hiến là một thị trấn cổ ở miền Bắc Việt Nam. Is, động từ to be, lúc này nó đang đứng ở giữa câu và nó đang ở dạng khẳng định, nên cô, và dựa theo cái nguyên tắc đánh trọng âm ở ngay unit 3 mà mình đã học thì từ is này sẽ không được đánh trọng âm. Nên cô sẽ không được đánh trọng âm, nên nó sẽ được phát âm yếu, weak, W. Is it? Đó, is it? Nó là chủ ngữ của câu. Nó là chủ ngữ của câu này. Và bây giờ nó đang trong một câu nghi vấn. Is it? Và nó đang là chủ ngữ của câu này. Và nó đứng ở cuối câu. Nó được nhấn mạnh. Và nó được nhấn mạnh với một mục đích là thật thế à? Is it? Nên nó sẽ được phát âm rất là đánh trọng âm. Nên được phát âm rất là mạnh. Strong. S. Where is it located? Lúc này it thì nó là chủ ngữ thật, nhưng nó lại đứng ở giữa câu. Nó đứng ở giữa một cái câu hỏi. Where is it located? Và trong trường hợp này nó chỉ được tính là một đại từ nhân xưng thôi, không được nhấn mạnh hay gì hết. Thế nên nó sẽ được đánh dấu là âm yếu, không được đánh trọng âm vào, nên sẽ được phát âm rất là yếu, weak. Tiếp theo chúng mình có it's raining. Are they wearing raincoats? It's raining. Are they wearing raincoats? Cả hai âm này đều không được đánh trọng âm. It's và they. They lúc này thì là đứng ở giữa câu và là một đại từ nhân xưng thôi. It's thì đơn giản cũng chỉ là một chủ ngữ lại đứng ở đầu câu. Đó, đại từ nhân xưng. Theo nguyên tắc phát âm, theo nguyên tắc đánh trọng âm thì chúng mình đã học unit 2 thì hai từ này sẽ được phát âm yếu. It's raining. Are they wearing raincoats? Đó. Nhưng đến câu này, she is. Đó, lúc này động từ to be. Ở đây thì lại là về. À đâu, lúc này thì là she. She is. Cô ấy có. But he isn't. But he isn't. Đó. Vậy thì cô nghĩ hai âm này sẽ được phát âm mạnh. She is, but he isn't. As, nhấn mạnh mà, cô ấy có nhưng anh ấy thì không. Bây giờ chúng mình cùng nghe đoạn hội thoại. Chúng mình cùng nghe pha nghe để đối chiếu các đáp án nhé. Pronunciation. Activity 2.
Đó, như chúng mình đã nghe, is Ming happy about winning the scholarship? Yes, he is, but his parents are happier. Đó, is và a này được đọc rất là lướt, không được đánh trọng âm nên được đọc rất là lướt, âm yếu. Và is được nhấn rất là rõ, yes he is, nên nó là âm mạnh. Rồi, vậy là câu 1 của chúng mình đã đúng. Bây giờ chúng mình cùng chuyển tiếp sang câu số 2 nhé. Đó, cả ba âm này được phát âm rất là rõ và mạnh. I can't understand it. Aren't you my son? I'm terribly sorry, Dad, but it isn't entirely my fault. Vậy câu 2 của chúng mình cũng đã đành đúng rồi. Bây giờ chúng mình đến với câu số 3 nhé. Đến câu này thì ngay cái it này không rõ lắm, nhưng mà chúng mình cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa hai it này và is này thì chắc chắn là được phát âm yếu rồi. Phuyen is very, rất là lướt này. Phuyen is a very old town in North Vietnam. Is it? Where is it located? Đó, is it? Where is it located? Đó, vậy câu 3 của chúng mình cũng đã là đúng rồi này. Rồi, bây giờ chúng mình cùng đến với câu cuối cùng, câu số 4. Đó, hai âm này được phát âm rất là nhẹ và nhanh. Còn ở đây thì lại còn chủ ngữ she và he ở đây. Lúc này được nhấn mạnh nên được đọc, nên được đặt trọng âm vào, nên đọc rất là nhấn và rõ. It's raining. Are they wearing raincoats? She is, but he isn't. Đó, vậy câu 4 chúng mình cũng đã làm đúng rồi này. Rồi, sau khi vậy là bài 1 và bài 2 là hai phần luyện tập mà chúng mình có được ở phần pronunciation và chúng mình đã hoàn thành xong nó rồi. Bây giờ cô xin phép mời các con chuyển sang với phần tiếp theo, đó là phần vocabulary nhá. Phần vocabulary, từ vựng. Bài tập đầu tiên của chúng mình: match the verbs in the column A with the words or phrase in column B. Nối những động từ ở cột A với những từ hoặc những cụm từ tương ứng với nó ở cột B. Bây giờ chúng mình cùng đi vào làm bài luôn nhá. Đầu tiên này, chúng mình có từ reduce. Reduce có nghĩa là giảm. Reduce something có nghĩa là giảm cái gì xuống. Đó, hay như thế nào. Và theo như đoạn văn này thì ở bên này chúng mình có các, ở bài này thì ở đây chúng mình có các động từ hoặc các cụm động từ này. Và đây là một và từ hoặc là các cụm từ gì đó. Và nhiệm vụ của chúng mình có nghĩa là chúng mình phải ghép làm sao. Ghép làm sao những động từ và những cái cụm này nó, để nó tạo thành một cái expression, một cái cụm cố định mà có ý nghĩa với nhau. Đây là bài này chúng mình đang luyện tập cách để tìm ra những cái collocation. Collocation là từ này phải đi với từ này thì mới đúng nghĩa, phải đúng cái ý mà người ta đang diễn tả. Đây, chúng mình cùng bắt đầu vào làm bài luôn nhé. Ở đây chúng mình có từ reduce có nghĩa là giảm này, prune down có nghĩa là kéo sập xuống, đánh sập xuống cái gì, empathize thông cảm, make làm, và make cái nghĩa gốc của nó có nghĩa là làm ra cái gì đấy, make something làm cái gì đó. Set up chúng mình đã học ở unit 1 rồi, bằng với start bằng hoặc là establish có nghĩa là thành lập hoặc là bắt đầu. Feel cảm nhận. Have có. Provide cung cấp. Rồi bây giờ chúng mình cùng sang cột B này. A home business, một công việc kinh doanh gia đình. High expectations, yêu cầu cao, kỳ vọng cao. Handicraft, một sản phẩm thủ công. Worried and frustrated, lo lắng và bực bội. Employment, công việc. Employment, công việc. An old building, một cái tòa nhà cũ, một cái khu nhà cũ. Pollution, ô nhiễm. With someone, với ai đó. Rồi, bây giờ sau khi cô giải nghĩa xong các từ này thì cô nghĩ là các con đã có một, và sau khi nhớ lại những cái unit mà mình đã học, cô nghĩ là các con đã có một cái hình dung chung về cách làm sao để chúng mình nối những từ này rồi. Cô sẽ bắt đầu đi vào luôn nhé, đi vào làm bài luôn này. Reduce nghĩa là giảm thiểu, và đối với những trong những từ này thì reduce sẽ hợp nhất khi đi với pollution. Reduce pollution.
Reduce pollution có nghĩa là giảm thiểu ô nhiễm. Reduce pollution. Rồi, tiếp đến pull down. Pull down, kéo sập xuống. Và thường, cái từ pull down này nó đi với những từ mà chỉ một cái kiến trúc gì đó. Và đây chúng mình có từ building, an old building. Pull down an old building có nghĩa là kéo sập, đánh sập một tòa nhà cũ. Cô sẽ tạm nối các từ như thế này đã nhá, và sau đó cô sẽ tổng hợp lại cái đáp án này xong. Empathize, chúng mình vừa học ở unit 3 xong. Empathize with someone có nghĩa là thông cảm hoặc đồng cảm với ai đó. Tiếp theo chúng mình có từ make, làm ra. Và như unit 1 thì chúng mình đã biết đến cụm make a handicraft, làm ra một sản phẩm thủ công. Tiếp đến chúng mình có từ set up. Và set up này như chúng mình cũng đã học ở unit 1 phần getting started, chúng mình biết là set up sẽ đi với business hoặc là organization. Vậy đây chúng mình sẽ nối set up với a home business, có nghĩa là thành lập hoặc là bắt đầu một cái công việc kinh doanh gia đình. Đó. Feel sẽ đi với một danh à sẽ đi với một tính từ à cảm nhận mà. Feel, vì thế feel sẽ đi với một tính từ miêu tả cảm xúc. Và đây chúng mình chỉ còn worried and frustrated là tính từ miêu tả cảm xúc thôi. Nên chúng mình sẽ nối feel với worry and frustrated, cảm thấy lo lắng hoặc và bực bội. Tiếp đến chúng mình có từ have. Từ have, và như chúng mình đã học ở phần A Closer Look 1 của Unit 3, chúng mình có từ have high expectations, có nghĩa là có kỳ vọng lớn, có kỳ vọng cao. Và cuối cùng chúng mình còn từ provide. Đó, vậy từ provide ở đây chúng mình sẽ đi với employment. Từ này thì chúng mình lại gặp ở trong unit 1 hoặc là unit 2. Và provide employment có nghĩa là cung cấp công ăn việc làm. Các làng nghề có thể cung cấp công ăn việc làm cho người dân, hoặc là thành phố thì cung cấp rất là nhiều cơ hội việc làm cho những người mà đến đây sống. Đó, cô xin phép được tổng hợp lại đáp án của những cụm từ này, đáp án của bài 3 nhé. Đầu tiên đã này, reduce pollution, giảm thiểu ô nhiễm. Pull down an old building, kéo hoặc là đánh sập một tòa nhà cũ. Empathize with someone, thông cảm hoặc là đồng cảm với ai. Đó, các cụm từ này. Và trong quá trình mà cô vừa giảng, làm bài vừa rồi với các con, và trong cái quá trình mà cô tổng hợp lại đáp án như thế này, các con cũng hãy nhanh tay chép lại những cái đáp án này để chúng mình cùng ôn từ và làm bài nhé. Sau đây là phần tổng hợp đáp án đầy đủ của bài tập số 3 này. Make a handicraft, làm ra một sản phẩm thủ công. Set up a home business, bắt đầu một công việc kinh doanh gia đình. Feel worried and frustrated, cảm thấy lo lắng và bực bội. Have high expectations, có kỳ vọng cao. Và provide employment, có nghĩa là cung cấp việc làm. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi này. Cô mời chúng mình chuyển sang phần bài tập số 4 nhé. Và bài tập số 4 yêu cầu chúng mình fill in each gap with a word from the box. Điền vào trong mỗi chỗ trống sau với một từ ở trong hộp. Ở đây chúng mình sẽ đọc một đoạn văn về The London Eye, con mắt London. Và ở đây chúng mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 từ tương với 8 chỗ trống. Trước hết cô sẽ giải thích những từ, nghĩa của những từ ở trong hộp này nhé. Từ đầu tiên đó là từ attractions. Attraction như chúng mình đã học ở unit 1, nó có nghĩa là điểm thu hút hoặc là điều thu hút. Fascinating, một tính từ có nghĩa là tuyệt vời. Giant, tính từ có nghĩa là khổng lồ. Tallest, dạng so sánh nhất của tall, có nghĩa là cao nhất. Excited, một tính từ miêu tả cảm xúc, có nghĩa là hào hứng, vui tươi, phấn khởi. Symbol, một danh từ có nghĩa là biểu tượng. Interest, vừa là động từ vừa là danh từ, có nghĩa là quan tâm hoặc là sự quan tâm. Affordable, một tính từ có nghĩa là hợp lý với túi tiền, có thể chi trả được. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu vào làm bài luôn nhé. The London Eye, con mắt London, also known as the Millennium World, cũng được biết đến như
là vòng quay thiên nhiên kỷ, hay còn được biết đến như là vòng quay thiên nhiên kỷ, is a dot 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 observation well in London, là một cái đài quay quan sát gì đó như thế nào đó ở London. Và the London Eye is a giant observation well in London, đó, vòng quay một đài quay quan sát khổng lồ ở London. Và đáp án cho chỗ trống thứ nhất đó chính là từ giant. Cô sẽ đánh dấu số 1 ở từ giant này nhá. Tiếp đến này, the entire structure is 135 meters for, tương ứng với và cái cấu trúc này và cái kiến trúc này thì cao 135 mét, 135 meters tall, tương ứng với 443 feet. Đây là đơn vị đo chiều dài của Anh, feet. Đó, còn đây là mét, là hệ đo lường chung của mà mình hay sử dụng. And the wheel, và cái bánh xe này và cái vòng quay này, has a diameter of 120 meters, tương ứng với 394 feet. Đó. Và cái bánh xe này, cả cái cấu trúc, cả cái kiến trúc này thì cao 135 mét. Và riêng cái phần bánh xe thì có đường kính. Riêng phần bánh xe thì có đường kính là 120 mét. When erected in 1999, it was the world's tallest observation well. Và khi mà được khởi công vào năm 1999, đây là vòng quay quan sát cao nhất trên thế giới, the world's tallest observation well. Đáp án cho chỗ trống thứ hai đó chính là tallest. Cô sẽ đánh dấu số 2 ở bên cạnh tallest. It is now, chúng mình tiếp tục, it is now one of the most popular dot 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 in the world. Và bây giờ nó là một trong những cái gì đó nổi tiếng nhất trên thế giới. Một trong những cái gì đó nổi tiếng nhất trên thế giới. Chúng mình cần một danh từ số nhiều ở đây. Và trong tất cả những từ mình đã được cho này thì chỉ có từ attractions là một danh từ số nhiều thôi. Vậy đáp án cho chỗ trống thứ 3 đó chính là attractions. Cô sẽ đánh dấu số 3 ở bên trên từ attraction nhé. Rồi này. Bây giờ nó là một trong những cái địa điểm nổi tiếng nhất trên thế giới. It is considered to be a dot 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 of London. Nó được coi như là một cái gì đó của London. Ở đây mình cần một danh từ đếm được số ít. Và trong những từ mà người ta đã cho thì chỉ còn từ symbol là một danh từ đếm được số ít. Nó được coi như là một biểu tượng của London, rất là hợp về mặt nghĩa nữa. Vậy thì đáp án cho chỗ trống thứ 4 đó chính là symbol. Và cô sẽ đánh số 4 ở đây nhé. Tiếp theo, People make special journeys to see the dot 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 giant wheel. Mọi người lập nên những cái chuyến đi đặc biệt, special journeys, những cái hành trình đặc biệt để đến xem cái vòng quay khổng lồ này. Và ở vị trí số 5, chúng mình sẽ điền, ở đây đã có the rồi này, có danh từ này và có cái tính từ rồi này. Một tính từ là tính từ giant rồi, nhưng ở đây chúng mình sẽ vẫn điền tiếp được một cái tính từ nữa. Và trong những tính từ còn lại thì chỉ còn fascinating và excited và affordable. Thì affordable có nghĩa là hợp giá cả, hợp lý, chi tiêu hợp với túi tiền, có thể chi trả được. Thì với cái nghĩa này sẽ không hợp với cô lắm. Và còn từ excited thì lại là một tính từ miêu tả cảm xúc. Trong khi ở đây chúng mình lại đang dùng để miêu tả về ngoại hình, một cái bản chất của một sự vật, sự việc. Nên fascinating sẽ là đáp án cho câu số 5. Mọi người làm những cái thiết kế, lập nên những cái chuyến đi đặc biệt để đến thăm cái vòng quay khổng lồ thú vị này. Fascinating. Số 5 à. Tiếp đến này, 15
15,000 people, 15,000 người can ride the wheel every day. 15,000 người có thể thưởng thức cái, có thể đi một vòng, có thể thưởng thức cái bánh xe này một ngày, à mỗi ngày. Mỗi ngày nó sẽ nghĩa là mỗi ngày cái bánh xe này nó phục vụ tới 15,000 người. They feel dot 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 to climb above the city and look back down on it. They này là thay cho people, thay cho 15,000 người này này. They feel, họ cảm thấy. Và đây chúng mình cần điền một tính từ. Và đây phải là một tính từ miêu tả cảm xúc. Vậy đáp án cho câu số 6 này đó chính là từ excited. They feel excited to climb above the city. Họ cảm thấy rất là phấn khích khi được trèo lên bên trên thành phố và ngắm và đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Số 6, excited. Cuối cùng, not just rich people, không chỉ những người giàu, but everybody can do this. Không chỉ những người giàu mà tất cả mọi người đều có thể làm việc này. Do this, làm việc này, ý là làm cái việc ngắm thành phố từ trên cao này này. It is public and dot dot dot. Nó, đây, cái it này thì lúc này lại thay cho cái bánh xe, là chỉ cái bánh xe này. It, nó thì là của công, public, công cộng, and dot dot dot. And it has become a place of dot 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 in London. Ở đây, it is public này. Public, đây là động từ to be. Public là tính từ. Và ở đây, chúng mình được nối bằng từ and. Vậy nghĩa là chỗ trống số 7 cũng phải là một tính từ. Và trong những từ còn sót lại thì chỉ có từ affordable là tính từ thôi. Vậy thì đáp án cho câu số 7 sẽ là từ affordable. Nó công cộng, nó là của công, của chung và rất là hợp lý với túi tiền, nó rất là rẻ. It is public and affordable. Ai cũng có thể chi trả được. And it has become a place of interest in London. Interest là đáp án còn lại cuối cùng. Và chúng mình cũng đã được học từ a place of interest rồi. Nghĩa là nó là một địa điểm thu hút khách du lịch, một địa điểm thú vị, đáng tham quan. Và cái vòng quay này, it, và nó đã trở thành một cái vòng quay, và nó đã trở thành một cái địa điểm thu hút khách du lịch ở London. Số 8, mình sẽ điền interest. Và sau đây cô xin phép được tổng hợp lại đáp án của bài 4 một lần nữa cho chúng mình nhé. Số 1, chúng mình sẽ điền từ giant. Số 2, mình sẽ điền từ tallest. Số 3, mình sẽ điền attractions. Số 4, mình sẽ điền từ simple. Số 5, mình sẽ điền từ fascinating. Số 6, mình sẽ điền từ excited. Số 7, mình sẽ điền từ affordable. Và số 8, mình sẽ điền từ interest. Và chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Và bài tập số 4 cũng là bài tập cuối cùng trong phần vocabulary. Cô xin phép mời chúng mình cùng chuyển sang phần grammar, ngữ pháp nhé. Và bài tập đầu tiên trong phần ngữ pháp, người ta nói là bài tập số 5. Và người ta yêu cầu mình rằng complete each sentence with the correct form of a phrasal verb from the list. Hoàn thành mỗi câu sau với dạng đúng của một cụm động từ ở trong hộp. Ở đây chúng mình có 8 câu tương với 8 cụm động từ. Mỗi cụm động từ là để điền vào một chỗ trống trong những câu này. Trước khi bắt đầu vào làm bài này, cô sẽ tổng hợp lại nghĩa của những cái cụm động từ mà người ta đã cho để các con dễ làm bài hơn nhé. Sau đây là nghĩa của những cụm động từ mà đề bài cho. Đầu tiên đó là từ look up. Look up có nghĩa là tra nghĩa từ mới này. Set up chúng mình đã quá quen thuộc rồi, thành lập, bắt đầu. Give up có nghĩa là từ bỏ. Give up something, từ bỏ một điều gì đó. Từ tiếp theo đó là từ deal, cụm động từ deal with. Deal with something hoặc deal with somebody có nghĩa là giải quyết ai, giải quyết cái gì. Get over, khỏi bệnh này, hoặc là vượt qua một cái khó khăn nào đó. Keep up with có nghĩa là bắt kịp với. Bắt kịp với ai, bắt kịp với cái gì. Turn down, quá quen thuộc rồi, bằng với refuse có nghĩa là từ chối. Từ chối một lời mời, từ chối một lời đề nghị. Và tiếp theo, và cuối cùng đó là từ put up with, có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng ai, chịu đựng cái gì, chịu đựng điều gì. Nói chung là một khi mà chịu đựng thì là mình phải chịu đựng một cái thứ gì đó rất là khó chịu. Bây giờ chúng mình bắt đầu cùng vào làm bài luôn nhé. Rồi, the two countries agree to dot 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 for diplomatic relations. The two countries, hai đất nước, agree to, đồng ý, làm sao đó, full diplomatic relation,
đồng ý full diplomatic relations, có nghĩa là diplomatic relations là quan hệ ngoại giao, full có nghĩa là đầy đủ. Hai đất nước quan hệ ngoại giao, hai đất nước này đồng ý này, quan hệ ngoại giao này, vậy thì mình chỉ có thể điền một cụm động từ, một mang nghĩa là nối lại quan hệ ngoại giao, hay là xây dựng bồi đắp quan hệ ngoại giao, hoặc là từ bỏ quan hệ ngoại giao, full diplomatic relation, từ bỏ hết, đồng ý là từ bỏ hết những cái mối quan hệ ngoại giao. Vậy thì nếu như mà mang nghĩa là từ bỏ thì chúng mình sẽ có cụm động từ là give up. Đó, vậy thì mình sẽ tạm đánh dấu đáp án cho chỗ trống số 1, đó là give up. Và ở đây thì người ta, ở đây sau agree thì mình chia to verb. Ở đây đã có sẵn to rồi, vậy thì mình chỉ cần điền verb nguyên thể vào đây thôi. Give up không phải chia gì hết. Cô sẽ đánh dấu số 1 bên cạnh từ give up này nhá. Số 2 này, when you're tired and under stress, nếu như bạn, khi mà bạn đang mệt mỏi và cảm thấy áp lực, it's important to look after yourself and find ways to dot 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 it. Rất là quan trọng để mà tự chăm sóc bản thân, look after yourself and find ways, và tìm cách để làm sao đó với những cái sự mệt mỏi và những cái stress này. It là thay cho sự mệt mỏi và stress. Cô nghĩ đáp án cho câu, và cô nghĩ đáp để cái cụ động từ thích hợp để mà điền vào đây, nó sẽ mang nghĩa là vượt qua, vượt qua áp lực và vượt qua sự mệt mỏi. Và nếu như nó mang nghĩa như vậy thì cụ động từ chúng mình cần tìm kiếm đó là cụ động từ get over, hoặc là deal with, vượt qua cái khó khăn, hoặc là xử lý, đối mặt với cái khó khăn. Chúng mình có hai đáp án tiềm năng cho câu số 2 này. Chúng mình sẽ tạm thời khoanh vùng hai cái đáp án này nhá và chuyển sang câu tiếp. Câu số 3, 6 people applied for the job. Có 6 người đã ứng tuyển cho cái công việc này, but 4 of them were turned down. Đã có 6 người ứng tuyển cho cái công việc này, nhưng đã có 4 người trong số họ bị từ chối. Were turned down, bị từ chối. Câu này phải chia ở dạng bị động này, to be cộng với phân từ 2. Và dạng phân từ 2 của từ turn thì chỉ cần thêm ed thôi, turned down. Câu số 3, turned out. Câu số 4 này, why don't you dot 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 this word in the dictionary? Tại sao bạn không làm sao đó với cái từ này ở trong từ điển? Và giống như cô đã đưa ra ở phần định nghĩa ở đây, look up a word có nghĩa là tra nghĩa, và tra nghĩa của một từ mới. Vậy thì đáp án cho câu số 4 của chúng mình sẽ là từ look up. Why don't you look up this word in the dictionary? Tại sao bạn không tra nghĩa của từ này ở trong từ điển? Why don't you cộng verb nguyên thể. Vậy thì từ look up ở đây chúng mình sẽ không cần phải chia gì hết, chúng mình chỉ cần điền nguyên từ này vào thôi. Đáp án cho câu số 4 là look up. Cô sẽ đánh dấu số 4 ở trên từ look up nhé. Look up. Rồi, câu số 5 này, Mike had to do gymnastics because of his injury. Mike phải làm sao đó với cái việc tập gym vì cái chấn thương của anh ấy. Câu này cô nghĩ đáp án của nó sẽ là give up. Cô nghĩ đáp án của từ này mới là give up. Mike phải từ bỏ cái công, Mike phải từ bỏ việc tập gym vì cái chấn thương của anh ấy. Mike had to give up gymnastics because of his injury. Cô và had to, động quá khứ của từ have a to, và sau have a to hoặc là had to thì đều cộng verb nguyên thể, nên chúng mình chỉ cần điền nguyên từ give up vào đây thôi. Vậy thì cô nghĩ đáp án cho câu số 5 này mới là give up. Cô sẽ sửa lại số 1 thành số 5 nhé. Nếu như vậy thì đáp án cho câu số 1 cô đã bị nhầm rồi. Cô nghĩ đó là từ set up. Set up như chúng mình đã vừa nói, có nghĩa là thành lập hoặc bắt đầu. Hai đất nước đã đồng ý thiết lập hoặc là bắt đầu mối quan hệ ngoại giao. The two countries agree to set up full diplomatic relations. Đó, một nghĩa rất là hay. Vậy đáp án cho câu số 1 là set up. Ở đây agree cộng với to verb. Verb to đã có sẵn rồi, vậy chỉ cộng với verb nguyên thể thôi, set up.
Tiếp đến câu số mình đã có 1, 2, 1, 3, 4 và 5 rồi. Bây giờ chúng mình chuyển sang 6 này. I'm going crazy. Tôi điên mất. I can't dot 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 so much confusion. Tôi điên mất. Tôi không thể chịu đựng được nhiều cái sự mâu thuẫn, nhiều cái sự bối rối, nhiều cái sự phức tạp như vậy được. I can't put up with so much confusion. Và ở đây, sau can't thì để verb nguyên thể. Chúng mình đáp án của số 6 là put up with. Và sau can't thì verb nguyên thể. Thế nên chúng mình chỉ cần điền nguyên từ put up with vào đây thôi. Câu số đáp án cho câu số 6 đó là put up with. Cô sẽ ghi ở đây nhá. Câu số 7 này. I think she did not the quarrel with her close friend. I think, tôi nghĩ cô ấy đã làm sao đấy. The quarrel nghĩa là sự cãi nhau, cãi vã with her close friend. Tôi nghĩ là cô ấy đã làm sao đó với cái cuộc cãi vã với bạn thân của cô ấy. Cô nghĩ ở câu này mình sẽ điền từ get over. Cô nghĩ mình sẽ điền từ get over. Bởi vì trong những từ còn lại là từ deal with này, get over và keep up with, thì chỉ có từ get over, vượt qua, vượt qua cái cuộc cãi vã, bỏ qua cái cuộc cãi vã với bạn thân của cô ấy, chỉ có từ get over là hợp với nghĩa của câu này thôi. Vậy đáp án cho câu số 7 sẽ là get over. Và mình sẽ phải biến đổi nghĩa của câu này một chút. Cứ coi như cái việc cô ấy cãi nhau với bạn là trong quá khứ. Vậy thì cái, mình sẽ chia động từ của câu số 7 này ở thời quá khứ đơn. Get over sẽ chuyển thành got over. Got over. Và đến câu cuối cùng, câu số 8. It's difficult to dot 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 changes in technology. Changes, những thay đổi in technology, trong công nghệ, những thay đổi trong công nghệ. Rất là khó để làm sao đấy với những thay đổi ở trong công nghệ. Và bây giờ chúng mình chỉ còn hai từ là từ deal with và từ keep up with. Deal with có nghĩa là xử lý, giải quyết cái gì. Và put up with, và keep up with có nghĩa là bắt kịp. Và ở đây chúng mình chỉ còn câu 2 và câu 8. Nếu như mình điền từ keep up with vào câu 2 thì có nghĩa là bắt kịp với những sự mệt mỏi và áp lực, thì nghĩa không đúng lắm. Thế nên keep up with sẽ không phải là đáp án cho câu số 2 mà sẽ là đáp án cho câu số 8. Rất là khó để bắt kịp với những thay đổi trong công nghệ. Hợp với nghĩa đúng không các con? Đó, it's difficult cộng với two verb, rất khó để làm sao đấy. Verb nguyên thể này, vậy nên mình sẽ chỉ cần điền nguyên cái cụm keep up with vào câu số 8 thôi, không phải biến đổi gì hết. Còn câu 2, đáp án của câu 2 sẽ là deal with. Khi mà bạn đang mệt mỏi và cảm thấy áp lực, điều quan trọng là bạn phải chăm sóc bản thân và tìm cách giải quyết nó, giải quyết cái áp lực của mình. Five ways to cộng verb nguyên thể, tìm cách làm sao đó. Vậy mình chỉ cần điền nguyên cái cụm động từ deal with vào câu số 2 thôi, không phải biến đổi gì hết. Đáp án cho câu 2 là deal with. Đó. Và đây chính là đáp án cho bài tập số 5 của chúng mình. Những câu nào mà động từ phải biến đổi thì cô đã ghi ra đây cho các con rồi. Đó. Và đây là phần từ mới. Các con hãy, từ nào mà con chưa nhớ hoặc chưa biết thì các con hãy ghi lại nhanh vào sổ hoặc là vở của mình nhé. Rồi sau đây cô mời chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 6. Bài tập số 6 thì người ta yêu cầu chúng mình rewrite the following questions in reported speech. Bài tập số 6 yêu cầu chúng mình viết lại những câu sau theo dạng chuyển những câu sau thành câu gián tiếp sử dụng từ đề hỏi cộng với to verb. Bài tập này thì chúng mình đã rất là quen thuộc trong cái phần unit 3 A Closer Look 2 rồi. Bây giờ chúng mình cũng bắt đầu vào làm bài luôn các con nhé. Câu số 1 này, what should I wear to the fancy dress party? Trang ask. Trang hỏi tôi nên mặc gì đến cái bữa tiệc mà đến cái bữa tiệc dạ hội sang trọng này đây, fancy dress party. Tôi nên mặc gì đến cái bữa tiệc trang trọng này đây. Câu này cô sẽ viết lại thành Trang ask. Đó, giữ nguyên cái này. What should I wear? Thì sẽ đáng nhẽ nếu như mà mình bỏ cái phần ngoặc này ra thì mình sẽ viết là Trang asked what she should wear
to the fancy dress party, đúng không? Nhưng mà bởi vì chúng mình đã được học từ đòi hỏi cộng với to verb rồi, nên chúng mình sẽ viết luôn thành Trang asked what to wear to the fancy dress party. Đó. Trang asked what to wear to the fancy dress party. What to wear to the fancy dress party. Rồi bây giờ tiếp đến câu số 2 này. Should I help Cho with the money my mom gave to me? She wondered. Cô ấy phân vân rằng mình có nên giúp Châu với số tiền mà mẹ đã đưa cho mình không? Ở đây thì mình sẽ viết lại câu. Mình sẽ viết lại câu và sử dụng từ động từ wonder. Và cái câu số 2 mà mình có thì lại là một câu hỏi đảo. Và câu hỏi đảo thì mình sẽ sử dụng và câu hỏi đảo mà câu hỏi đảo từ what mà câu hỏi đảo mà lại phải mà phải sử dụng với to verb thì chúng mình sẽ chọn từ whether nhá, chứ không phải là từ if. Whether. Chúng mình sẽ viết lại câu này như là she wonder whether to help Joe with the money her mom gave to her. Ở đây này. Ở đây là one, ở ngoài ngoặc là từ wonder đúng không? Đã là quá khứ đơn rồi. Và ở trong này, vậy nghĩa là khi mình phá ngoặc ra thì mình phải lùi các thời ở trong này, ở trong ngoặc xuống một thời nữa. Vậy thì cái gave này, quá khứ đơn này, phá ngoặc ra thì phải chuyển thành quá khứ hoàn thành. Vậy câu này mình sẽ viết lại là she wondered whether to help Joe with the money her mom. Mẹ của tôi lúc này thì phải thành mẹ của cô ấy. Her mom had given to her. To me thì phải thành to her. Đáp án cụ thể cho câu số 2 như sau. She wondered. Và câu hỏi đảo thì mình sẽ chọn từ whether đi với to verb. She wondered whether to help Joe with the money her mom had given to her. Câu số 3 này. Where can we get those traditional handicrafts? Nick wondered. Ở đây thì chúng mình lại có một câu hỏi với từ để hỏi như bình thường. Và chúng mình có từ wonder này. Nick hỏi, Nick thắc mắc. Chúng ta có thể có được những cái sản phẩm thủ công truyền thống đó từ đâu hoặc là ở đâu? Vậy câu này mình sẽ viết lại rất đơn giản như sau. Lại dùng nguyên Nick wonder này. Nick wonder where to get. Mình bỏ luôn cái phần can we hoặc là sau khi biến đổi để thành could. Sau khi biến đổi ấy, cái can we này thì sẽ thành they could. Đáng nhẽ là Nick wonder where they could get those traditional handicrafts, đúng không? Nhưng bây giờ mình không cần cái they should nữa, mình bỏ nó đi. Mình sẽ chỉ cần là Nick wonder where to get those traditional handicrafts. These thì mới chuyển thành those. Còn nếu như mà nó đã sẵn là those rồi thì mình không thể chuyển thành một cái gì hết. Mình sẽ giữ nguyên là those các con nhé. Và khi mình biến từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp thì mình cũng phải để ý những cái chi tiết khác của nó như là now, then hay là this, that, this, though. Đó. Đây chính là đáp án cho câu số 3. Nick wonder where to get those traditional handicrafts. Và đến câu số 4. Who can I turn to for help with my homework now? Phúc said. Phúc nói tôi có thể tìm đến ai để có được sự giúp đỡ với bài tập của mình bây giờ. Và câu này mình sẽ phải biến đổi một chút về cái từ said. Mình sẽ không dùng từ said nữa mà mình sẽ viết là Phúc had no idea. Vì Phúc đã hỏi mà, nên là Phúc không biết. Had no idea. Phúc không biết tìm đến ai để có được sự giúp đỡ, để có được sự giúp đỡ với cái bài tập của mình. Phúc had no idea who to turn. Đó, Phúc had no idea who to turn. Cái can I này không cần biến đổi nữa, mình bỏ luôn là thành who to turn. Phúc had no idea who to turn to for help with his homework then. Now phải trở thành then và my. Bài tập của Phúc, bài tập của tôi, bài tập là ý chỉ bài tập của Phúc thì lúc này phá ngoặc rồi, không thể điền, không thể để my được mà chỉ đánh his. Phúc had no idea who to turn to for help with his homework then. Phúc had no idea who to turn to for help with his homework then. Và những cái và cái từ have no idea này, had no idea này, sau khi biến đổi thành quá khứ ấy, thì cái từ have no idea này, cô đã lấy nó từ cái kho động từ
mà mình có thể sử dụng khi mà mình sự khi mà mình áp dụng cái công thức là từ để hỏi cộng với to verb. Và cái các con có thể tìm lại cái phần kho từ vựng này ở trong a closer look 2 unit 3 nhá. Rồi đến câu số 5 này. When should I break the sad news to him? Hoa asked. Đó. Hoa hỏi, when should I break the sad news to him? Hoa hỏi rằng khi nào thì mình nên nói cái tin, thông báo cái tin buồn này với anh ấy bây giờ. Đó. Và ở trong câu này mình có thể áp dụng lại luôn từ ask. Hoa ask when to break the sad news to him. Him ở đây không rõ là ai nên chúng mình có thể giữ nguyên này. When should I thì sửa luôn thành when, thì chuyển luôn thành when to break the sad news to him. Hoặc nếu như mình không thích dùng từ ask thì mình có thể dùng cái cụm là not to be to be not sure, có nghĩa là Hoa không chắc, Hoa phân vân, Hoa không chắc, Hoa không biết khi nào thì nên báo tin buồn này với anh ấy. Hoa was not sure, ở đây là quá khứ thì cái to be cũng phải chuyển thành quá khứ. Hoa was not sure when to break the sad news to him. Đó, dùng cái to be not sure thì câu của mình sẽ hay hơn là asked. Hoa was not sure when to break the sad news to him. Đó, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 6 với 5 câu viết lại, 5 câu gián tiếp viết lại sử dụng question words cộng to verb. Đó, mình đã ôn lại cách viết, cách chuyển, mình đã ôn lại thứ nhất là cách dùng từ để hỏi cộng to verb. Cách thứ hai đó chính là cách chuyển từ, cách chuyển câu hỏi trực tiếp sang câu hỏi gián tiếp. Và mình cũng ôn lại cách sử dụng những cái động từ đi kèm với cái phần là từ để hỏi cộng với to verb như là wonder này, hoặc là have no idea này, hoặc là to be sure, hoặc là to be not sure này, ask này. Đó, các con có thể hoàn toàn ôn lại phần kiến thức này, xem lại phần kiến thức này ở a closer look 2 unit 3 nhá. Đó, bây giờ cô xin phép mời chúng mình chuyển sang phần tiếp theo và cũng là phần cuối cùng Everyday English ở trong phần Language Review hôm nay của chúng ta. Đây chính là phần Everyday English của chúng mình, bài số 7 này. Và phần này yêu cầu chúng mình là choose the suitable words or phrase to complete the mini talks. Chọn những cái từ hoặc những cái cụm từ phù hợp để hoàn thành những cái cuộc nói chuyện nhỏ sau. Ở đây chúng mình có 5 từ và cụm từ. What to do. Đây, nó what to do là nó không có một nghĩa gì hết, nó phải có ngữ cảnh thì mới có nghĩa các con ạ. No worries là một cái phrase. No worries có nghĩa là bằng với you are welcome, hoặc là you're welcome nghĩa là không có gì đâu, không sao đâu, bạn không cần phải lo đâu. Và cụm as far as I know. As far as I know là một cụm rất là hay để bắt đầu một câu nói, và nó dùng để state, để diễn tả cái ý kiến của mình. Và nó có nghĩa là cho đến bây giờ thì tôi biết được như thế này, cho tôi biết được từng này và từng kia. Và ở đây mình có cụm if I were in your shoes. Cái câu và cái cụm này có nghĩa là nếu như tôi ở trong tình huống của bạn, nó bằng với cái câu if I were you. Và từ cool là một cái từ dùng để khen đấy, ý là tuyệt đấy. Vậy chúng mình bắt đầu vào làm bài luôn nhá. Câu số 1 này. My face often goes red and hot these days. What should I do? There's no cause for concern. Đó. Mặt của mình thường hay đỏ và nóng vào những ngày này. Mình nên làm gì đây? Xin ý kiến này. Mình nên làm gì đây? Cho theo những gì mà mình biết đến bây giờ thì không cần phải lo lắng đâu. As far as I know, there's no cause for concern. Không có gì phải lo lắng về cái vấn đề này đâu. Đáp án cho câu số 1 đó là as far as I know. Rồi. Đến câu số 2 này. You look upset. What's the problem? Bạn trông buồn. Sao bạn trông buồn thế? Có vấn đề gì à? Well, my cousin wants to share my room during his visit. Em họ hoặc anh họ của mình muốn chia sẻ, muốn ở cùng phòng với mình trong khi anh ấy đến thăm nhà mình. But we don't get on very well. Nhưng mà chúng mình lại không hợp với nhau lắm.
I don't know what to do. Muốn người anh họ này muốn share phòng với cái người nói B trong khi anh ấy đến thăm nhà, nhưng mà hai người lại không hợp với nhau. I don't know what to do và mình không biết phải làm gì cả. Đi với ngữ cảnh thì cái what to do này mới có nghĩa được các con ạ. Câu đáp án cho số 2 chính là what to do. Hơn nữa, what to do là cái cụm duy nhất mà không được viết hoa, nghĩa là nó không phải đứng đầu câu. Đó, điền what to do ở đây là đúng. Câu số 3 này, shall we visit the lantern making workshop? Chúng mình có chúng mình đi thăm cái làng, cái xưởng làm đèn lồng nhé. Cool, when should we go? Đó, shall we visit the lantern making workshop? Cool, when should we go? Đó, ở cái phần câu này này, khi nào chúng ta nên đi? Khi bạn này hỏi là đi thăm, khi bạn này hỏi là đi thăm xưởng làm đèn lồng nhé, và bạn này trả lời là khi nào chúng mình nên đi, vậy nghĩa là hai người đã đồng thuận, cùng đồng ý đi với nhau. Vậy thì ở đây mình cần một từ thể hiện sự đồng tình hoặc là một lời khen, nên mình điền từ cool. Số 3, cool này. Rồi, tiếp đến số 4 này, thanks a lot for your sound advice. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những cái lời khuyên hay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời khuyên hay. Và đây mình chỉ cần một từ hoặc một câu thôi. Chứ nếu như mình điền if I were ở đây trong hai đáp án còn lại, thì if I were in your shoes nó là một vế trong một câu hoàn chỉnh. Mình không thể điền ở đây được, nó không phải là một câu hoàn chỉnh. Nên mình sẽ điền là no worries, không có vấn đề gì đâu, không sao đâu. Mình ý là mình luôn sẵn sàng nghe, mình luôn sẵn sàng giúp bạn mà. Thanks a lot for your sound advice. No worries. No worries cũng là một cách để, no worry là một cách để đáp lại cái lời cảm ơn của một người khác. Số 4 điền no worries này. Và cuối cùng, đáp án cuối cùng dành cho câu số 5 đó là if I were in your shoes bằng, và cái cụm này nó bằng với if I were you. If I were you. Nếu như mình là bạn, nếu như mình ở trong trường hợp của bạn, what do you suggest I should do now? Bạn gợi ý mình nên làm gì bây giờ? If I were in your shoes, I would take it easy and try to forget it. Would cộng verb này. Would cộng verb nguyên thể này. Đây là dấu hiệu của điều kiện loại 2. Vậy quá hợp đi với if I were in your shoes rồi. Nếu như tôi là bạn, tôi sẽ cho qua nó. Take it easy, nghĩa là cho qua, bỏ qua, hoặc là không quan tâm, không coi trọng nó lắm, và try to forget it và cố quên nó đi. Số 5, if I were in your shoes. Đây là đáp, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 7 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng ở trong phần language review này. Cô xin phép được tổng hợp lại đáp án một lần nữa, và để chúng mình kết thúc phần language review và chuyển sang phần skills review nhé. Số 1 điền as far as I know này. Số 2 điền what to do này. Số 3 điền cool. Số 4 điền no worries. Và số 5 điền if I were in your shoes. Cô hy vọng rằng các con đã có một khoảng thời gian học tập hữu ích. Và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau nhé. Tạm biệt. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.